Phú Quốc, đảo ngọc trù phú với khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh sắc tuyệt mỹ với những bờ biển trải dài và làn nước lam ngọc quyến rũ, cùng những rặng san hô đầy màu sắc và những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, đảo ngọc Thiên Đường vẫn mang trong mình sức hấp dẫn lạ kỳ với vẻ đẹp bình dị, mộc mạc, hoang sơ đến hút hồn. Và với bàn tay của người tiên phong Vingroup, đảo ngọc đã vươn mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến hàng đầu thế giới với một siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ lớn nhất Việt Nam và hàng đầu châu Á mang tên Phú Quốc United Center. Nhận thấy tiềm năng vô tận của đảo ngọc, Vingroup đã tiên phong mang định nghĩa về du lịch nghỉ dưỡng 5 sao tới nơi đây bằng những khách sạn 5 sao cùng chuỗi resort nghỉ dưỡng sang trọng sát biển, mang thương hiệu Vinpearl Phú Quốc, rộng 304 hectare, và từ đó đảo ngọc lần đầu tiên được sở hữu những công trình vui chơi giải trí hàng đầu như sân golf 18 hố chuẩn quốc tế Vinpearl Golf, vườn thú mở bán hoang dã đầu tiên và lớn nhất Việt Nam Vinpearl Safari, và thành phố không ngủ rực rỡ ánh đèn suốt 365 ngày Grand World, cùng Corona Casino, casino đầu tiên và duy nhất dành cho người Việt, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, công viên vui chơi Vinpearland. Nhưng tất cả là chưa đủ để đưa đảo ngọc trở thành điểm đến mang tầm thế giới, sánh ngang với Sentosa tại Singapore hay Genting tại Malaysia. Phú Quốc cần sở hữu cho riêng mình một công viên chủ đề xứng tầm, một tâm điểm vui chơi giải trí hấp dẫn và hiện đại, một tâm điểm du lịch hút hồn mọi du khách, và hơn hết là một điểm đến buộc phải ghé thăm một lần trong đời. Và rồi Vingroup lại đem đến cho đảo ngọc một món quà vô giá, một công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam và hàng đầu châu Á mang tên VinWonders Phú Quốc, với hơn 100 trò chơi đẳng cấp, 6 phân khu hấp dẫn được thiết kế theo 12 chủ đề đặc sắc. Công viên VinWonders Phú Quốc chính là điểm đến không thể bỏ qua của mọi du khách, mang lại những phút giây thăng hoa và những trải nghiệm đỉnh cao. Công viên VinWonders Phú Quốc chính là mảnh ghép hoàn hảo để biến Phú Quốc United Center trở thành siêu quần thể du lịch mang tầm thế giới, mở ra cánh cửa phát triển ngành công nghiệp giải trí cho đảo ngọc và hiện thực hóa giấc mơ về nền du lịch Việt Nam vang danh toàn cầu. Với công viên VinWonders hiện đại, Phú Quốc United Center đã trở thành một vũ trụ vui chơi giải trí đẳng cấp, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu thiên đường giải trí VinWonders chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí. Du khách cần nhiều hơn thế, họ có nhu cầu được thỏa mãn niềm đam mê mua sắm, được trải nghiệm những dịch vụ đỉnh cao, được tận hưởng tinh hoa ẩm thực, cũng như mang về những món quà lưu niệm ý nghĩa. Và dự án Shop VinWonders ra đời như một chìa khóa mở ra cánh cửa kinh doanh thương mại tại công viên VinWonders. Với 3 phân khu đắt giá, Shop VinWonders chính là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện siêu quần thể Phú Quốc United Center, Fairy Town, thị trấn cổ tích lãng mạn, tâm điểm mua sắm sầm uất trong lòng thiên đường vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam, Brick Town, thị trấn Nguyễn Trung Hải sôi động và rực rỡ sắc màu, Palma Town, đại kỳ quan thương mại cuối cùng của thiên đường vui chơi lớn nhất Việt Nam. Mỗi phần khu là một kiệt tác độc bản, một trải nghiệm mua sắm độc bản chẳng thể lẫn với bất cứ nơi đâu. Tất cả là một phần không thể thiếu của siêu quần thể du lịch lớn nhất Việt Nam, là một mắt xích quan trọng tạo nên một thiên đường mua sắm sắc thuộc sầm uất nhộn nhịp nhất Phú Quốc. Tất cả đã tạo nên một kiệt tác hội họa về hành trình kiến tạo và mang phồn vinh đến với đảo ngọc. Và trên hết, Shop VinWonders đã khai mở ra một kỷ nguyên mới cho Phú Quốc, kỷ nguyên của du lịch bền vững với những trải nghiệm du lịch hoàn hảo cùng một nền công nghiệp giải trí hàng đầu.